Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề đường trí đạo. Đường trí đạo có đường hỗ trợ. Đường hỗ trợ là như thế nào nha quý cô chú, anh chị em? Tại vì hiện nay là mình rất cần cái đường trí đạo, đúng không quý cô chú, anh chị em? Đường trí đạo thì nói lên cái sự học vấn và sự nghiệp, tương lai, định mệnh. Nói hết tất cả, nhưng hôm nay Tuyết Già chia sẻ cái đường trí đạo này là một cái đường trí đạo nhạy bén, để cũng như là mình nan giải trong cái thời điểm khó khăn. Mình rất là nhanh trí mà mình còn được thần linh hộ mệnh cho mình, mình nhanh chóng nè. Giống như hiện tại bây giờ là mình hoàn cảnh khó khăn mà thiếu hụt rau củ quả hay gì đó, là mình có một cái đường trí đạo, mình phải suy nghĩ ra cái cách trồng trọt, cũng như là suy nghĩ ra cái cách như thế nào để mình có được cái cuộc sống tốt đẹp đó quý cô chú anh chị em. Là đường trí đạo có đường hỗ trợ nha quý cô chú anh chị em. Đường hỗ trợ của đường trí đạo đây quý cô chú anh chị em, được cái đường hỗ trợ nè. Tức là để lại chậm chậm cho quý cô chú anh chị em xem hen. Nếu ai có cái đường hỗ trợ của đường trí đạo này là thường thường nằm phía dưới nha quý cô chú anh chị em, phải đường phía trên. Thì người này á, trong gia đình mà chỉ cần có cái người này thôi là mình không có sợ đói khổ. Tự vì cái người này người ta rất là nhanh nhẹn nè, mà người ta được thần linh cũng như là hộ mệnh cho người ta, giống như cái sự đi đứng của người ta là đúng nơi đúng chốn, không có đi sai đường. Cái thời điểm này á mà mình cái sự suy nghĩ của mình nha quý cô chú anh chị em nha, mình đi sai đường á là mình rất là khổ. Hoặc là những người mà tính tình rất là nóng, đúng không quý cô chú anh chị em, có những cái đường trí đạo mà nó cắt đứt, nó có hòn đảo là làm cho người mình á rất là nóng nảy, giống như là dễ người cũng như là dễ bạn bè, mà nó dẫn dắt mình đi lên những cái con đường mà nó xấu xa. Mà hiện tại bây giờ là coi như là người ta hạn chế, không cho đi đứng nhiều, không cho ra khỏi nhà nhiều, mua thức ăn cũng mua một tuần lễ một lần thôi, đúng không quý cô chú anh chị em? Đó, mình mua đồ mình dự trữ để mình bảo vệ cho bản thân mình và bảo vệ cho những người thân và gia đình của mình và xung quanh, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì cái người này á, người ta rất là nhạy bén, người ta suy nghĩ ra cái cách rất là hay. Giống như là người ta nói thôi bây giờ mình mua một số hạt về trồng đi, đúng không? Nhất là những cái hạt nào, hạt rau muống nè, rồi những cái hạt gì mà nó lên rất là nhanh á, giống như người ta tự nhiên cái ta suy nghĩ, cái người ta nói thôi bây giờ mình đi mua một mớ rau đi, rau lang rồi đó, những cái rau mà người ta sẽ cải thiện được cái cuộc sống. Thì cái đường trí đạo này á là dù hoàn cảnh nào người ta cũng sống được hết. Nếu như mà khi mà đã nan giải được cái cuộc sống khó khăn rồi thì cái đường trí đạo này á, qua được cái thời điểm khó khăn á, thì cái đường trí đạo này người ta có thể xây nhà lầu luôn quý cô chú anh chị em. Tại vì đường trí đạo là nói lên cái sự nghiệp tương lai, cái định mệnh của mình luôn đó quý cô chú anh chị em. Tự vì ở đây á là nói á là mình á là đường học vấn, mình phải học cho nó cao, đúng không? Rồi con người mình phải có trí thức, trí tuệ thì mình mới làm việc tốt. Cho nên á, người giàu á là thường thường á rất là cần trí tuệ, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì mình có được cái đường trí đạo này là mình đã có trí tuệ rồi, mà mình còn được cái đường hỗ trợ nữa. Là cái đường hỗ trợ này là luôn luôn thần linh hỗ trợ cho mình nha quý cô chú anh chị em nha, chứ không phải là hỗ trợ một cách bình thường đâu. Thần linh hỗ trợ là như thế này. Giống như là khiến xui cho mình làm một cái việc nào đó có tiền, đúng không? Giống như là hiện tại giờ mình có những người rất là hay, người ta suy nghĩ ra, người ta ngồi ở nhà, người ta gõ gõ bàn phím mà người ta làm việc, người ta vẫn kiếm tiền bằng cái trí tuệ, trí thức của người ta, không có cần phải lao động. Cho nên hiện nay là cần, rất là cần
cần cái đường trí đạo, phải có đường hỗ trợ, mà nhiều khi cái đường hỗ trợ mình á nó hơi lợt một chút xíu thì như thế nào, lợt á thì mình cũng được hưởng chứ không phải là không, nhưng mà mình hưởng ít thôi, cũng như là sẽ hỗ trợ cho cái đường trí đạo dài, là cái đường trí đạo chính. Thì cái đường trí đạo hỗ trợ này á, lợt á, thì mình ráng cố gắng, mình giống như là mình bồi bổ thêm chút xíu về phước báo thì mình sẽ được đậm lên. Tại vì mình đã có cái đường trí đạo đẹp này rồi thì mình cũng đã có phước rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Mà mình còn được thêm một cái đường hỗ trợ nữa thì dù lợt thì mình cố gắng chút xíu thì cũng đậm lên thôi. Mà thường thường cái tướng tay của cái đường trí đạo đẹp á, là nói thật nha quý cô chú anh chị em nha, luôn luôn á, đi đôi với cái đường tâm đạo cũng phải đẹp rồi, kèm theo cái đường mạng sống của mình, cái đường sinh mệnh của mình cũng phải tốt, cũng phải đẹp. Thường thường á là cái tướng tay á, là cái đường trí đạo mà tốt đẹp như thế này á, là không bao giờ cái đường tâm đạo xấu hết đó. Cái đường tâm đạo á chỉ có cắt đứt một chút xíu thôi, cái đó là cắt đứt á, là nói về cái chuyện mà tình duyên lận đận đó thì không có sao. Tự vì cái tình duyên lận đận là nó không có ảnh hưởng về giống như cái sự nghiệp, cái tương lai của mình gì hết á, chỉ có buồn trong cái chuyện là không may mắn trong chuyện tình cảm thôi đó. Rồi cái đường trí đạo này á là thường thường á là cái người có khuôn mặt rất là sáng, khuôn mặt người ta rất là sáng. Tại vì cái người trí thức mà khuôn mặt tối sao được, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì trong sách người ta để là cái người này khuôn mặt người ta rất là sáng sủa, mà người ta lại có cái mũi rất là kín đáo nè, cái mũi kín rồi cái miệng có duyên, cặp mắt long lanh. Thì thường người trí thức á là cặp mắt người ta rất là lanh, chứ không phải mà cái cặp mắt giống như là lờ mờ á. Thì cái đường trí đạo á nó có những cái hòn đảo móc xích này nè, tự nhiên cái cặp mắt mình nó lờ mờ, nó khiến xui dẫn dắt mình đi những cái con đường giống như là tù tội, hay là những cái đường mà nó xấu xa. Cái đường trí đạo móc xích là rất là nguy hiểm nha quý cô chú anh chị em. Cái đó mình phải ráng cố gắng là làm sao để vượt khó qua khỏi, để làm sao để giữ được cái đường trí đạo đẹp, để mình mới có một cái cuộc đời mà mình sống an nhiên tự tại trên cái mặt trần gian này đó. Tại vì ai trong chúng ta cũng muốn sống giống như là vui vẻ, hòa đồng, rồi thoải mái, chứ không ai mà muốn khổ đau đâu, đúng không quý cô chú anh chị em? Tiết già cũng vậy nè, sợ đói sợ khổ gần chết luôn vậy đó. Cho nên phải ráng cố gắng tu tập, là tại vì Tiết già nói thật luôn á, Tiết già sợ đói đó, cho nên Tiết già mới ráng cố gắng học cho nhiều về cái nhân tướng học, và ráng cố gắng về cái đường tâm linh để chia sẻ cùng quý cô chú anh chị em. Và lòng mong mỏi của Tiết già muốn ai, tất cả quý cô chú anh chị em ai cũng giống như có những cái đường trí đạo đẹp nè, những cái tướng tài tốt nè, những cái khuôn mặt mà gọi là sáng sủa, để mình cùng nhau mình sống với cái cuộc đời rất là hạnh phúc trên mặt trần gian, đúng không quý cô chú anh chị em? Từ cái đường này á, cái đường hỗ trợ này là hỗ trợ về cái phần tâm linh nha quý cô chú anh chị em nha, về cái phần tâm linh đó. Cho nên á, khi mà mình muốn đi đâu á là tự nhiên á, con người mình giống như là nó khó chịu, rất là đau đầu á. Nó đau đầu á, giống như nó bực bội, nó gây gỗ, nó làm cho mình á nóng nảy trong người mình á. Lúc đó mình tưởng là giống như trời, sao cái tánh tình mình hôm nay kỳ quá. Không phải vậy, đây là phần âm nha quý cô chú anh chị em. Phần âm á là người ta theo mình đó, phần âm người ta theo mình, người ta nhập vô cái trí não của mình đó, nhập vô cái trí não của mình rồi. Cho nên á, cái đây là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Tại vì cái đường trí đạo rất là đẹp, cho nên á, cái trí thức của mình đã tốt rồi mà còn được, cũng như là cái phần âm, cái phần tâm linh mà che chở mình nữa, cộng với cái đường trí đạo này nữa, thì hiện tại á là chỉ cần trong gia đình có một người như thế này á là gia đình sẽ ấm no hạnh phúc luôn. Từ cái người này, người ta rất là nhanh nhẹn, người ta làm gì cũng rất là tốt. Thiếu rau là người ta đi kiếm rau, thiếu gạo người ta đi kiếm gạo liền, rất là hay cái chỗ đó đó quý cô chú anh chị em.
kiếm, tức là người ta giống như là người ta làm việc để người ta kiếm tiền, tiền xong người ta mới đi mua chứ không phải tự nhiên mà kiếm. Ý Tiết Già nói là cái sự nhanh nhẹn như vậy á. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.